thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hài, mỗi lần nhìn con đò sáng ngang, một vàng ngày hóa cho ta khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Những chuyến từ đây đến buồn, để lại một mình thân gầy héo non. Cùng tình năm xưa chẳng còn, nhưng sao em lại giữ tấm lòng son? Quanh vũ công như Cadillac, và em nói em có những bí mật, nhưng muốn bật mí phải mất bí nhất. Thú vui của em ăn cơm bằng mũi, yêu đại gia không yêu bằng tuổi. Đi lên ba chụp hình hơi ngầu khi họ nghĩ cho em chơi là đời sau. Ôi ôi ôi, tối hôm qua tối hôm qua. Baby nói cho anh nghe, em hãy nói cho anh nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua. Là một trái tim hay những món quà. Em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu, anh đã nhắm đôi mắt từ những ngày đầu. I'm needing all your... Biết lòng này là lòng gì không? Lòng chẳng chứng. Sai rồi, chú là lòng gì? Lòng ta xin vậy khác đi trong tim. Tình em không phải say, mặc cho bóng mây vương lên môi. Sáu. Mà không biết nói lại à? Bạn là các bạn biết cái đéo gì? Vì cái việc kéo khóa ấy, thì ta quá khéo. I was running far away, but I'm in love with the boss someday.
đang là. Khi ở đây đang có sự xuất hiện của anh đó baby. Muốn nghe anh một mốt, cứ lặng ngắm ra đường là cái em lấy cái mắt liền baby. Mới chỉ hay có chút bên cạnh mà cả phố đông từ xa để kêu anh như tiếng cười. Nên em đừng có đùa giỡn với tình cảm này nhá, vì ngoài kia bạn xin chết, nên em phải nói với gì ta. Thật lòng thì chẳng ai như anh đâu. Chào mọi người, tôi là Đào Lê Phương Hoa, người tiên phong của đế quốc quật khởi. Hôm nay game đã ra mắt, mau đến đế quốc tìm tôi chơi nha. Em có những bí mật nhưng muốn bật mí phải mất một bí nhất. Thú vui của em ăn cơm bằng mũi, yêu đại gia không